chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Cá chép quá rồng, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, gặp thời đổi đời đại gia, tiền vàng nhét chật két, giàu có chạm đỉnh. Quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống. Nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Quý Hợi sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên, Quý Hợi phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn. Con đường là Quý Hợi chọn, việc làm là Quý Hợi quyết, mọi thứ là do bản thân Quý Hợi mong muốn, dù là giàu thế khó thì từ từ mà gỡ. Quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ. Dần dần con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị, những khó khăn, thất bại mà Quý Hợi gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Quý Hợi dừng chân, không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Quý Hợi cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những cái hy vọng dù là nhỏ nhất. Vậy xin bạn tập trung cho mèo trong tâm hóa hình thành hổ, mong bạn yên tâm để con hổ ý bắt đầu gầm, phải dạch ra cái cõi thiên hạ bao la của chính mình. Đừng ngại mất lòng người khác, khi bạn học cách ưu tiên bản thân, đừng cố sống vẹn toàn cho tròn những kỳ vọng người ngoài đặt lên bạn. Công dung ngôn hạnh, trí dũng lễ nghĩa là những thứ xa xỉ phẩm của nhân loại, bạn không nhất thiết phải đáp ứng. Nhiều khi ăn món mà bạn thích, làm điều mà bạn vui, ích kỷ một tí cũng chẳng có gì là sai cả. Rồi sau đấy tự tin vào chính mình, mạnh dạn mà tiến bước, chăm chỉ nhiều hơn, cười với sự cô độc nhiều hơn, thấu hiểu tư duy, suy nghĩ, trình độ của mình nhiều hơn. Sau đó bước một chân rón rén ra khỏi cái vòng quen thuộc, nhìn trái nhìn phải, khi thấy ổn thì nhảy hai chân ra ngoài, cả một bầu trời rộng lớn đang đợi bạn, chỉ cần bạn mạnh dạn quyết đoán mà thôi. Những người bạn tin yêu nhất sẽ làm bạn tổn thương nhiều nhất, và kể cả trong thời khắc tăm tối nhất, mọi thứ trên đời này sẽ không ngừng vận hành để dỗ về bạn đâu. Nên hãy tự mạnh mẽ, tự kiên cường, tự nhận thức, tự an ủi bản thân và ngừng ban phát lòng nhân ái của mình cho những người không xứng đáng Quý Hợi nhé. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, trong cuộc đời mỗi người có những thời điểm mà vận mệnh bỗng dưng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, mang lại những cơ hội lớn lao để chúng ta có thể trỗi dậy và thành công. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 dành cho những người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Đây sẽ là thời điểm đầy hứa hẹn với vận khí cực đỏ, cơ hội đổi đời và tiền bạc về nhiều như nước lũ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận trình của người tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này. Từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đình đến sức khỏe, mọi khía cạnh sẽ được phân tích tỉ mỉ để giúp bản mệnh nắm bắt trọn vẹn những cơ hội và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức có thể đến. Xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi video luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây. Quý Hợi 1983 có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề, cho nên Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước,
May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi, Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Quý Hợi sẽ có xu hướng, tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Quý Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, họ cũng chú trọng sự nghiệp. Mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi, nhưng Quý Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Quý Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời, có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực, nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển, hoàn thiện bản thân mình. Quý Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội. Không chỉ biết cách ứng xử mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Quý Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ, tuy nhiên, chính vì vậy mà trong họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Quý Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở một khía cạnh, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên, lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào mùa đông, nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Quý Hợi 1983 năm nay đã bước qua độ tuổi ngoài tứ tuần, bản mệnh đã vững vàng như cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất, có thể tồn tại, thích nghi trong mọi hoàn cảnh nên làm việc gì cũng thuận lợi hơn những năm trước đây. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ, không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh sinh 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính để khi làm việc, tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Về phương diện tình cảm thì nam mệnh Quý Hợi, bạn thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để dung đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên trong tình cảm, bản thân nên có chứng kiến để về lâu về dài xây dựng được mối quan hệ quý hiếm và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ. Cho nên phải quyết định mọi thứ, đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình, người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản nên hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi,
không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói. Họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc. Vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Quý Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Quý Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi Quý Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Quý Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Quý Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Quý Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống, cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần của Quý Hợi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh 1983, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình cảm của Quý Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kiểu ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Quý Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí. Khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này. Quý Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan. Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp Quý Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, Quý Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Quý Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Quý Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hơn nữa, Quý Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác, để hạn chế việc mắc lỗi mà Quý Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Quý Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Nhìn chung, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, Quý Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Quý Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Quý Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Quý Hợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh 1983, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Quý Hợi có sự thăng trầm trong thời điểm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi sẽ rất suôn sẻ và Quý Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu, tài vận có nhiều khởi sắc,
chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển, không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Quý Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Quý Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Quý Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Quý Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Quý Hợi. Đồng thời, Quý Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 âm lịch này do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp con giáp này tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó, dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp tuổi Quý Hợi thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 âm lịch, tháng này, tuổi Quý Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cho cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì con giáp này nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để bản mệnh tiếp tục cống hiến trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 âm lịch, tháng này, về cơ bản, tuổi Quý Hợi duy trì được một sức khỏe tốt, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch này,
Tuổi Quý Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình cảm đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bản mệnh thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bạn hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia. Đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 12 âm lịch, nhìn chung, phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong tháng này. Chỉ cần bạn chịu cố gắng bỏ công bỏ sức thì bạn ắt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhờ có tam hội chỉ đường dẫn lối, con giáp này cư xử một cách khéo léo, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh biết cách hòa hợp và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nên công to việc lớn nào cũng hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội mới hoặc chỉ ra cho bạn những hướng đi mới khi bản mệnh còn chưa nhận ra. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức mình, tin rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, nên đôi khi bạn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, lại ngại tâm sự với người khác. Đừng phức tạp quá mọi chuyện, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Nếu không thể tự mình giải quyết thì đừng ngại nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 12 âm lịch, tháng 12 âm lịch này, tuổi Quý Hợi có cơ hội được đón tin vui trên phương diện tài lộc ngay trước thềm năm mới. Nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ bạn hàng đối tác rộng rãi, nên việc làm ăn tiến triển suôn sẻ, bạn kiếm tiền về đầy túi, thậm chí khoản tiền đó còn nhiều hơn dự tính của bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền đó, con giáp này sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều. Song dịch mã khuyên bạn chớ nên ngại vất vả. Bạn càng cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì càng đạt kết quả được rỡ bấy nhiêu. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bạn còn vô tình quen được với quý nhân hoặc đối tác ăn ý. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho bạn có một khoản lương thưởng dư dả. Nếu thấy mình đã cố gắng nhiều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả một năm vừa qua, tuổi Quý Hợi cũng đừng ngại đề xuất tăng lương cho mình tháng này. Với người có ý định bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn không cần phải quá vội vã bắt tay vào làm ngay lúc này. Hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng hơn về các yếu tố tác động. Làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng để chủ động hơn trong mọi tình huống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 12 âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Hợi khá lạc quan trong tháng 12 âm lịch này. Chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, con giáp này có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi để tránh những sự cố không đáng có. Nếu phải tham gia các buổi tiệc tùng, liên hoan, hãy nhớ uống ít rượu bia, ăn ít đồ chiên rán hoặc cay nóng, khi không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 12 âm lịch, tháng này, phương diện tình cảm của tuổi Quý Hợi thiên về yên bình. Đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được. Vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, nên không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè hoặc thử trò chuyện với một người nào đó,
có thể người mà bản mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, con giáp này đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà người ấy quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về đối phương, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia. Bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi, đồng thời bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi, song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn, bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Quý Hợi sinh 1983 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tý. Trong kinh doanh, tuổi Quý Hợi và tuổi Tý phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Tuổi Tý nhanh nhạy và thiên hướng kiếm tiền tốt, biết cách tận dụng người khác để làm giàu. Tuổi Quý Hợi yêu sự giàu có nhưng trong mắt của tuổi Tý, tuổi Quý Hợi lười hơn so với những gì tuổi Tý mong đợi. Điều này khiến tuổi Tý thỉnh thoảng nặng lời. Mặt khác, tuổi Quý Hợi khá kiên định lập trường, khi đã đưa ra quyết định khó lòng thay đổi. Tính cách này có hai mặt. Đối với mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào hành động mà tuổi Quý Hợi làm có trùng khớp với điều mà tuổi Tý muốn hay không. Tuổi Quý Hợi với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Quý Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Quý Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Sửu. Tuổi Quý Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Quý Hợi rất hài lòng. Tuổi Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Quý Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Quý Hợi. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Quý Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Tuổi Quý Hợi với tuổi Dần. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Hợi và tuổi Dần sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Quý Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Quý Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Tuổi Quý Hợi với tuổi Mão. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Quý Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho tuổi Quý Hợi. Tuổi Quý Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Mão và hai con giáp này sẽ cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Tuổi Quý Hợi với tuổi Thìn. Nếu hai con giáp này là các đối tác làm ăn, tuổi Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Quý Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Thìn. Bởi tuổi Quý Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tỵ. Nếu tuổi Quý Hợi và tuổi Tỵ cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Quý Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Quý Hợi và tuổi Tỵ sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Tuổi Quý Hợi với tuổi Ngọ. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ vào khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Quý Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Quý Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của tuổi Ngọ. Tuổi Quý Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Ngọ. Tuổi Quý Hợi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Quý Hợi và tuổi Mùi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Mùi.
Nhìn chung, tuổi Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Quý Hợi làm chủ. Tuổi Quý Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Tuổi Quý Hợi với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi, sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Quý Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Tuổi Quý Hợi với tuổi Dậu. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Hợi và tuổi Dậu sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác. Bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình, tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Quý Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt, nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Quý Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Quý Hợi có khả năng làm tốt hơn Dậu. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tuất. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Quý Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Tuất. Tuổi Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Quý Hợi và tính trung thực của tuổi Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Tuổi Quý Hợi với tuổi Hợi. Nếu hai người tuổi Hợi là các đối tác kinh doanh thì họ nên chọn ngành nghề nào mà cả hai cùng có niềm tin. Nếu không, họ sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuổi Quý Hợi không lười biếng, họ có khả năng nỗ lực rất nhiều với điều kiện họ phải tin vào việc đang làm. Văn phòng nơi hai người cùng con giáp này làm việc sẽ khá tiện nghi, thậm chí được lắp cả bồn tắm hơi. Khách đến công ty sẽ được phục vụ rất tận tình và chu đáo. Quý khán giả thân mến, mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi phiến lá riêng, một cõi bồ đề. Ở đời ai cũng có phước lành riêng và nhân quả luôn khiến phước báo của một người dao động. Nếu có mà không biết cách nắm vững sẽ là tự tiêu hao phước lành của mình. Có những người luôn thấy rằng cuộc sống của mình ít khi gặp may, càng trong lúc chông chênh càng cố tìm cách để khá hơn, thậm chí dùng đến chiêu trò lén lút. Họ tin rằng điều đó chẳng ai hay biết ngoài chính họ, nhưng sự thật là số phận đã lấy bớt phúc của họ rồi. Làm người muốn nhận phúc thì phải biết sống tử tế với mọi người, dù trong bùn lầy vẫn tỏ ra hương thơm thanh khiết, không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Cuộc sống như vậy sẽ đầy những thử thách và gian nan, nhưng chỉ cần bạn vượt qua được rào cản đó, sẽ có phúc lành lớn lao đang chờ bạn, để bạn thấy rằng mọi lựa chọn trước đây của mình đều là đúng. Còn làm ba điều này là còn hao tổn phước lành. 1. Không hiếu kính với cha mẹ. Cha mẹ là người ban cho ta cuộc đời, bởi vậy, chữ hiếu chính là nền tảng của đạo đức một con người. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chỉ biết đến bản thân mình thì phước lành sẽ tiêu hao hết. Cuộc sống của người như vậy dù có đạt được thành tựu đáng kể trong sự nghiệp đi chăng nữa, có vị trí khiến nhiều người ước ao cũng sẽ không được hạnh phúc. Khi những người xung quanh không thể cảm nhận được sự chân thành đến từ con người đó, họ sẽ tự nhiên không muốn trao đi sự tin tưởng, tình cảm quý mến của mình. Người bất hiếu coi việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là gánh nặng, vậy tình yêu thương và sự nuôi nấng bao tháng năm dòng này trở thành vô nghĩa. Đổi lại, sự không bằng lòng phải nạn không thôi, thậm chí tìm cách cắt đứt quan hệ. Điều cơ bản nhất của một con người là phải hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ là người có công sinh thành, giáo dưỡng, những người luôn dành cho ta tình yêu thương không gì có thể kể xiết. Thứ tình cảm ấy sẽ theo chân ta đi suốt cuộc đời, mặc cho xã hội đảo điên, biến đổi. Dù bạn có gặp phải khó khăn gì, dù cuộc sống có chông chênh đến đâu, cha mẹ cũng sẽ dùng tất cả những gì mình có để sát cánh kề bên, hỗ trợ bạn và cho bạn điểm tựa vững chắc. Phước hạnh lớn nhất của bạn cũng đến từ sự chúc phúc của cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống, hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn tất cả những gì họ muốn là bạn có một cuộc sống tốt. Hai là làm tổn thương mọi người. Lòng người khó đoán biết, đề phòng người khác là điều cần thiết, nhưng đừng vì lý do gì mà nảy sinh ý định làm hại người khác. Trong cuộc sống, ai cũng vậy, khó tránh khỏi xung đột lợi ích với người khác.
Càng những lúc như vậy càng không được nghĩ đến việc dùng thủ đoạn để tranh giành. Một khi bạn có ý định làm tổn thương người khác vì mục đích riêng của mình, ngay cả khi bạn không thực hiện nó, điều đó cũng đã làm hao tổn phước lành của bạn. Và một khi tội lỗi đã gieo, nó sẽ bắt đầu lây lan. Khi bạn làm tổn thương người khác thì ngay cả khi đạt được lợi ích ngắn hạn cho mình, bạn cũng đang dần biến chất. Dù bạn có dùng lý do gì để bao biện, bạn cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tưởng chừng như bạn là người chiến thắng, nhưng trước sau gì cũng phải lãnh hậu quả. Những gì bạn làm sẽ dần khiến những người xung quanh tránh xa. Đôi bên cùng khó có thể đối xử chân thành với nhau trong mối quan hệ như trước. Bởi vậy mới nói, làm người hãy cứ sống sao cho xứng với bản thân mình, bao dung với đời, bao dung với mình. Nhìn mọi thứ bằng sự đơn giản, tích cực và lạc quan, phúc lành sẽ tự tìm tới. Ba là so sánh với người khác. Ai cũng có những mong muốn và ước mơ của riêng mình, đó là điều tất nhiên có thể hiểu được. Tuy nhiên, không phải điều gì muốn cũng có được ngay, và có những điều nằm ngoài tầm giới. Đời người 9 phần 10 là điều không được như ý. Lúc này bạn phải học cách chấp nhận bản thân, đối mặt để có thể nhìn nhận ra vấn đề và tiến lên phía trước. Đừng mù quáng so sánh mình với người khác. Ngồi một chỗ mà than vãn về cuộc đời, bạn không thể biết được phía sau thành công của người khác là những gì không thấu được, những giọt mồ hôi nước mắt mà họ đã đổ xuống. Mọi sự so sánh với người khác đều là khập khiễng. Hãy chỉ so sánh với chính mình của ngày hôm qua để biết bản thân đã tiến bộ hay thụt lùi. Cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ chỉ toàn buồn tẻ và mệt mỏi khi luôn ghen tị với những gì người khác có. Điều bạn cần là chấp nhận những gì mình đang có, nỗ lực không ngừng để đạt được điều bản thân hằng mong muốn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Hợi sinh 1983, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.